Xin chào các bạn. Một người mê ẩm thực như mình thì mỗi khi nhắc đến những món ăn thực sự không thể kiềm lòng được. Và nhất là những món ăn sáp lại vô cùng hấp dẫn. Đôi khi thì mình chỉ ước là lúc này mình sẽ được ăn món bánh mì sáp với phô mai hoặc là caramel macaro mà thôi. Và mình cũng đã tìm hiểu rất nhiều những hàng nhà hàng Pháp ăn ngon ở Hà Nội dành cho những bạn nào yêu thích ẩm thực nước Pháp giống như mình. Nhà hàng French Grill tại khách sạn Marriott là một trong số ít các nhà hàng Pháp ở Hà Nội có bếp trưởng chuyên nghiệp là người Pháp, anh Raphael. Nhà hàng gồm 82 chỗ ngồi trong khung cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng với một phòng VIP và hai phòng không gian riêng, một hầm rượu vang và bếp mở lớn nhất tại Hà Nội. Thực đơn ở đây rất phong phú, từ các món ăn cổ điển đặc trưng của Pháp cho đến các món ăn được biến tấu tinh tế nhưng vẫn mang đậm phong cách của Pháp. Có thể kể đến các món ăn đặc sắc chỉ có ở đây như thịt nấu đông từ gan ngỗng, giăm bông hay xúc xích hảo hạng đi kèm với quầy phô mai nhập khẩu thượng hạng với nhiều lựa chọn khác nhau. Ngoài ra thì có cả món hàu, món vẹn xanh từ New Zealand, tôm hoàng đế hay cá hồi sông khói. Nhà hàng Pháp La Ville nổi tiếng với sự tỉ mỉ trong cách bày trí các món ăn và cung cách phục vụ của nhân viên. Sự bình yên của La Ville có thể cảm nhận được ngay từ khi bước chân vào. Nhà hàng có lối đi nhỏ dẫn vào khu sân ngập tràn ánh nắng. Khi ngồi thưởng thức các món ăn tại nhà hàng, bạn có thể cảm nhận được không khí trong lành của thiên nhiên. Nhà hàng Pháp Audilis nổi bật với lối thiết kế theo kiến trúc Pháp cổ kính, đầy lịch lãm và sang trọng, nằm ngay trên con phố Ngô Thị Nhậm. Quán có 2 tầng, mỗi tầng đều được bài trí tinh tế với khăn trải bàn trắng, bàn ghế gỗ sang trọng. Trên tầng 2 của nhà hàng có ban công nhìn thẳng ra nhà thờ, về đêm có thể nhìn ngắm đường phố từ trên cao vô cùng lãng mạn. Thực đơn tại nhà hàng Audilis luôn phong phú và đa dạng với các loại thực phẩm nhập khẩu, các loại thịt cá, pho mát, thịt nguội cùng với rất nhiều loại rượu vang đến từ các nước châu Âu. Và ngoài ra thì mình vẫn là sinh viên, nên điểm đến cho mình mỗi khi thèm ăn những món bít tết của Pháp thường là những tiệm ăn tại Viện Goethe nằm trên đường Nguyễn Thái Học, hoặc là những buổi tụ tập bạn bè ở Le Petit, Cao Bá Quát, Coutisson, Hoàng Hoa Thám. Với chất lượng thì mình nghĩ đây khá phù hợp và ok với học sinh, sinh viên chúng ta. Trên đây là những gợi ý một vài nhà hàng Pháp mà mình biết cũng như là mình đã từng ăn. Nếu như các bạn có những chia sẻ hấp dẫn hơn, hãy liên hệ và comment ngay dưới video chia sẻ với chúng mình nhé. Đến thêm thông tin chi tiết